chuyện là tối hôm qua mẹ con nhà sát Thổ Nhĩ câu cá này này, có đi soi được nhái cả nhà. Nhái về quê nhà mình thì gọi là ngoé nhỉ cả nhà, thấy không? Quá trời luôn, lòng lệ nhảy ra đây này. Bây giờ mẹ mình đang làm con nhái cả nhà, mần con nhái đó. Sợ bản quyền hay là sợ vi phạm nên là mình phải che, mình che cái khúc này một chút xíu nha. Mình chỉ quay sơ là mẹ mình có làm cái ruột khi làm bụng á, có cái con nhái này cả nhà. Sau đó mẹ mình sẽ cà muối này, cà muối là thứ nhất là làm cho nó sạch, sau đó nó sẽ hết nhớt đi. Cái này nó nhỏ nên mẹ mình để ra da nha. Nhiều người không ăn được chắc là thấy ghê đó, nhưng mà cái món này cực kỳ ngon, đặc sản đấy các bạn. Ăn con này thì khá là chất lượng nha, nó là đồ tự nhiên của đồng đó. Sau khi thì cà muối thì sẽ rửa sạch nhiều lần bằng nước đó, thật sạch luôn đó. Nhà nhìn thấy hấp dẫn chưa? Khúc này thì chưa hấp dẫn đâu, nhìn nó thấy ghê ghê thôi đó. Bây giờ thì để ráo nước nè, sau đó thì mẹ mình sẽ đi ướp gia vị nhá, và lăn qua một cái lớp bột chiên xù đó cả nhà. Cái này thì sẽ gọi là cái món mà nhái chiên xù ấy cả nhà, người quê nhà mình gọi là con ngoé đấy. Đó, mẹ mình bỏ qua một bên để mình tẩm đều á. Bắt đầu làm một lớp bột trước nhé cả nhà. Bột này là bột mì hoặc là mình có thể sử dụng bột nếp, bột gì cũng được nha. Sau đó là mình sẽ làm thêm một cái lớp chiên xù bên ngoài nữa. Ở bên đây là một cái chảo dầu nha cả nhà. Cái chảo này là mẹ mình chơi cái quả chảo này hơi bị oách nha. Quả chảo này mua cái bọn có cái bọn mà đa cấp ấy, mẹ mình bị nói chung là cũng phải là ấy đâu, nhưng mà mua cái bọn đấy khá là mắc tiền đấy, cái chảo này nè. Giờ mẹ mình sẽ chiên nha. Cái này là chôm chôm thì mình đang chiên này. Cả nhà cũng quay phim luôn. Anh nghĩ anh nào? Cái món này là dành cho mấy ông nhậu hết sảy luôn ha. Ngon lắm. Ngon lắm nhưng mà nhiều người chắc không dám ăn đâu ha. Đó, sau khi mà chiên giòn ấy thì bỏ qua bên đây cho nó ráo dầu. Cái chảo này khá xịn sò nha. Chảo này là chảo điện cả nhà. Chiên giòn lên. Xì xì xèo xèo luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Thơm lắm luôn á.